Tại sao trên thế giới, Nhật Bản lại có triều đại thừa tập lâu dài nhất trong lịch sử kể từ vị thiên hoàng đầu tiên bắt đầu từ năm 660 trước công nguyên, được coi là hậu thế của thần linh? Nguyên nhân dân tộc Nhật Bản có quan điểm về lịch sử và đạo đức khá khác biệt so với nhiều dân tộc khác là gì? Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cốt truyện chính trong câu chuyện thần thoại Nhật Bản được ghi nhận có lịch sử từ hơn 3.000 năm trước. Giống như thần thoại các nước, thần thoại Nhật Bản cũng bắt đầu từ lúc trời đất chưa tách rời, xung quanh cũng là một mảnh hỗn độn. Trong hỗn độn này sinh ra 5 vị thần đại diện cho sáng tạo sự sống của vũ trụ và âm dương luân hồi. Trong đó có vị thần quan trọng nhất là Ameno Minakanushi, khởi nguồn của vũ trụ. Theo quy luật vũ trụ, khí nhẹ bay lên, khí nặng chìm xuống. 5 vị thần đã khai mở tam giới trong hỗn độn. Tầng cao nhất là Cao Thiên Nguyên, Takamagahara, thiên đàng, nơi thần trú ngụ. Tầng ở giữa là Vĩ Nguyên, Ashihara, nhân gian là cõi người. Tầng cuối cùng là Yominokuni, địa ngục, thế giới người chết. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ khai thiên lập địa, 5 vị thần này đã ẩn cư, sau đó trong Cao Thiên Nguyên đã sinh ra 7 đời thần linh. Đời thứ nhất và đời thứ hai đều chỉ có một người, giống như 5 vị thần thời Nguyên Thủy đều là lưỡng tính không phân biệt nam nữ. Từ đời thứ 3 đến đời thứ 7 thì đều có một nam một nữ. 12 vị thần này trong thần thoại Nhật Bản đều là 7 thế hệ của các vị thần được gọi là thần thế thất đại. Đến đời thứ 7 là hai vị thần Izanagi và Izanami. Thần Ameno Minakanushi đã lệnh cho hai anh em xuống chân gian để khai hoang đất đai và hoàn thành nhiệm vụ tạo ra loài người, đồng thời ban cho họ ngọn giáo trời Ameno Nuhoko. Hai anh em bay xuống nhân gian liền nhìn thấy biển cả bao phủ mênh mông. Họ bay lên không trung hướng ngọn giáo đâm xuống biển, cuốn theo bùn cát từ lòng biển tạo thành một hòn đảo, đó chính là đảo Nhật Bản ngày nay. Izanagi và Izanami xây dựng một cột trời trên đảo và xây dựng một cung điện được gọi là Yahiro Dono. Sau đó họ bắt đầu quan sát đối phương, phát hiện hai người có nhiều điểm khác biệt. Nam thuộc dương, nữ thuộc âm, cả hai kết hợp tạo thành thể hoàn mỹ. Izanagi nói với Izanami rằng hai chúng ta kết đôi bù đắp cho nhau liền có thể sinh ra vạn vật. Nhưng hai người vốn dĩ là anh em nên họ liền tách nhau ra, coi nhau như hai người xa lạ, chạy một vòng quanh cột trời đến khi gặp được nhau. Izanami và Izanagi đến với nhau như vợ chồng, rồi sinh ra một quái thai là con bọ nước không xương khổng lồ, sau này trở thành thần tài Daikokuten trong thần thoại Nhật Bản. Hai người họ bức xúc hỏi thần Ameno Minakanushi, tại sao lại để họ sinh ra con quái vật? Thần trả lời rằng lỗi do Izanami là phụ nữ nhưng lại chủ động, đó là sai trái. Câu chuyện này đã phản ánh về xã hội cổ đại Nhật Bản hình thành tư tưởng và chế độ trọng nam khinh nữ. Vì vậy hai người họ lại tách ra và đi quanh cột trời lần nữa. Lần này do Izanagi là nam chủ động. Giống như phiên bản Phục Hy và Nữ Hoa trong thần thoại Trung Quốc, Adam và Eva trong Kinh Thánh, Izanagi và Izanami trong thần thoại Nhật Bản trở thành tổ tiên của người Nhật. Hai người họ xây dựng tổng cộng 14 đảo nhỏ trở thành lãnh thổ Nhật Bản ngày nay. Sau đó lại sinh ra tổng cộng 35 vị thần cai quản các công việc của trời đất, bao gồm thần nước, thần biển, thần gió, thần núi. Về sau, Izanami chết sau khi sinh ra thần lửa Kagutsuchi. Trước khi chết, những gì bà nôn ra biến thành thần khoáng sản và các tiết dịch khác biến thành thần nước tưới và thần đất sét. Sau khi chết, Izanami xuống thế giới người chết. Izanagi quá phẫn nộ, đã lập tức chém Kagutsuchi bằng thanh kiếm Totsuka no Tsuri. Đầu, tứ chi và thân thể của ông đã biến thành 8 vị sơn thần, trong đó có chiến thần và hung thần được tạo ra từ máu hỏa thần chảy xuống. Vì vậy, lửa không có hình dạng cố định và người Nhật luôn tin rằng đao kiếm luôn có linh hồn cảm nhận và là đại diện của thần linh. Đây là một trong số những nguyên nhân kiếm đạo và các samurai mới phát triển cực thịnh tại Nhật. Izanagi cầm kiếm đuổi theo vợ xuống tận địa ngục, nhưng lúc này Izanami đã uống nước dưới hoàn tuyền nên không thể quay lại nhân gian được nữa. Thần địa phủ nói với Izanagi, nếu muốn cứu vợ thì không được nhìn trước khi cô ấy hồi sinh. Izanagi chờ mãi chưa thấy mở cửa địa phủ, liền thắp lửa nhìn trộm qua khe cửa, trông thấy cơ thể Izanami thối rữa, cơ thể đầy sâu bọ liền sợ hãi quay đầu bỏ chạy. Izanami nghe thấy tiếng chồng hét liền dùng mình gọi lôi thần đuổi theo. Nhìn thấy người vợ đã chết đuổi đến nơi, Izanagi như nhìn thấy ác quỷ liền tăng tốc bỏ chạy khỏi địa ngục. Trải qua rất nhiều gian khó, cuối cùng Izanagi cũng thoát khỏi được địa ngục. Sau khi Izanagi thoát khỏi, đã lấy đá nghìn năm phong ấn cửa địa ngục. Izanami trở thành vị thần địa ngục kế thừa đời tiếp theo. Bà ở sau hòn đá thề rằng mỗi ngày sẽ lấy mạng 1.000 người từ nhân gian. Izanagi đáp trả, mỗi ngày cũng sẽ sinh ra 1.500 người. Từ đó cõi người có sinh tử luân hồi, loài người cũng từ từ phát triển mạnh mẽ bùng nổ dân số. Trong hệ thống thần thoại Nhật Bản có một vị ác thần cho dù làm đầy việc xấu nhưng lại trở thành vị anh hùng được sùng bái nhất tại Nhật Bản. Vị anh hùng có công diệt rắn 8 đầu, quái vật khổng lồ. Tên của vị thần này là Susanoo. Ở phần trên, sau khi Izanagi thoát khỏi địa ngục, ông đã tắm rửa gột bỏ bùn bẩn bên một bờ sông. Lớp bùn bẩn này trôi xuống biến thành 12 vị thần khác như thần sông, thần thuyền và các vị thần gây hại khác.
trong đó có 3 vị thần quan trọng nhất chính là vị thần mặt trời Amaterasu sinh ra từ mắt trái của Izanagi, thần mặt trăng Tsukuyomi từ mắt phải và thần bão Susanoo từ mũi. Thần mặt trời Amaterasu cai quản ban ngày, trở thành vị thần làm chủ cao thiên nguyên đời thứ hai. Bà còn được coi là tổ tiên của hoàng tộc Nhật Bản. Vị cháu đời thứ năm của bà chính là thiên hoàng đầu tiên, thần Vũ Thiên Hoàng, hay còn gọi là thiên hoàng Chimmu. Thần mặt trăng Tsukuyomi cai quản màn đêm, cũng chính là vị thần làm chủ nhân gian. Thần bão Susanoo cai quản biển cả, đồng thời ông cũng được đặt tên là vị thần hỗn loạn hoặc vị thần xấu xa. Ông không muốn chỉ thống trị biển cả, lại hận cha mình đã giam cầm mẹ dưới địa ngục đen tối nên đã tạo ra vô số các đại nạn cho loài người như động đất, lũ lụt, sóng thần. Ông đã nói với Izanagi rằng đó là vì nhớ mẹ và muốn đưa mẹ là Izanami trở về. Izanagi tức giận đã trục xuất ông khỏi thần tộc. Susanoo đã bỏ đến cung điện của chị gái là thần mặt trời để nói lời tạm biệt. Thần mặt trời biết em trai mình ác độc vô cùng, sợ hắn sẽ nhòm ngó quyền lực của mình nên đã không cho hắn bước vào. Thần Susanoo đã đặt cược với thần mặt trời, nếu sinh con gái thì tâm địa trong sáng lương thiện, nếu sinh con trai thì dã tâm độc ác khó lường. Trong thần bại Nhật Bản, dù là nam thần hay nữ thần đều có năng lực tự sinh con. Susanoo lấy 5 viên ngọc của thần mặt trời nuốt vào bụng rồi nôn ra 5 vị nam thần. Thần mặt trời chặt đứt thanh gươm của thần Susanoo thành 3 đoạn nuốt vào trong bụng rồi nôn ra 3 vị nữ thần. Susanoo lấy cớ rằng bà đã dùng kiếm của mình làm giống nên quyết định ông chiến thắng, sau đó xông vào cao thiên nguyên quậy phá. Đi điều ngay trong thần điện, phá hoại mùa màng cây cối khiến các vị thần linh oán hận. Thần mặt trời vừa kinh hãi vừa giận dữ, chỉ còn cách tự nhốt mình vào sơn động. Từ đó trần gian mất đi ánh mặt trời, biến thành một mảng đen tối. Các vị thần linh vì kêu gọi thần mặt trời trở về đã nhảy múa ca hát nhiều ngày ngoài cửa động. Đây là vũ điệu Kagura nổi tiếng trong văn hóa nhân gian của Nhật Bản. Sau khi thần mặt trời xuất hiện, thế gian lại ngập tràn ánh sáng. Các vị thần cầu xin nữ thần chủ trì đại cuộc và bắt trói Susanoo trở lại, nhổ râu cùng móng tay của ông và đuổi ông khỏi cao thiên nguyên. Trước khi rời đi, Susanoo yêu cầu thực thần phải cho ông thức ăn. Thực thần lấy thức ăn từ tai, mũi, hậu môn và đưa cho Susanoo. Cảm thấy mình bị xúc phạm, Susanoo đã chém chết thực thần, chặt đầu và tứ chi của ông ném xuống trần gian, biến thành ngũ cốc của chúng ta ngày nay. Người Nhật làm nông cũng biết dùng nước phân để bón cây trồng. Tóm lại là sau khi Susanoo giết chết thực thần nên bỏ trốn xuống trần gian, chạy đến một vùng đất gặp được một đôi vợ chồng già và một thiếu nữ đang ngồi than khóc. Ông vốn dĩ là sơn thần của vùng này, nhưng mấy năm nay có một con rắn khổng lồ 8 đầu, có sức mạnh lấp đất che trời. Cơ thể to lớn có thể lấp đầy 8 khe núi, đầu chọc trời, nó đi đến đâu bão máu mưa tanh, đầu bị chặt xuống lại tái sinh đầu mới. Sơn thần vốn có 8 người con gái, mỗi năm nó lại xuất hiện ăn mất một người. Bây giờ chỉ còn lại cô con gái cuối cùng tên là Kushidada Hime. Thần Susanoo quyết định giết chết rắn 8 đầu với điều kiện sơn thần gả con gái cho mình. Susanoo dựng một bức tường gai bao quanh ngôi nhà, chỉ để 8 cửa vào và đặt 8 bò rượu sake. Rắn 8 đầu Yamato no Orochi bị mùi rượu hấp dẫn, liền thò đầu vào uống rượu, một lúc sau say lăn quay ra đất. Susanoo nhân cơ hội chặt đứt 8 đầu của nó. Vì để ngăn nó tái sinh, ông chặt cơ thể rắn làm nhiều mảnh nhỏ. Lúc chém đứt phần đuôi phát hiện ra có giấu một thanh kiếm khác, có tên là Ameno Murukamo no Tsurugi. Vì để cầu xin sự tha thứ của thần mặt trời, Susanoo đã tặng lại thần kiếm cho bà. Thanh kiếm này còn có tên là Kusanagi, cùng với gương bát chỉ và ngọc bát xích quỳnh khúc, là 3 thần khí của Nhật Bản. Do hoàng gia Nhật Bản kế thừa lưu giữ và bảo tồn, nhưng cho đến ngày nay vẫn chưa từng được công khai với bên ngoài. Sau khi giết chết rắn 8 đầu, Susanoo kết hôn với Kushinada Hime rồi xây dựng quốc gia tại vùng ven biển, đặt tên là Izumo, vùng đất của những vị thần. Susanoo là vị thần có số lần xuất hiện nhiều nhất trong phim ảnh, truyện tranh và trò chơi của Nhật Bản. Tuy nhiên theo quy luật, sau này ông ẩn cư dưới địa ngục và không còn để ý đến những chuyện của thế gian nữa. Cháu đời thứ 6 của thần Susanoo trị vì vương quốc Izumo là người nổi tiếng nhất trong thần thoại Nhật Bản. Cuộc chiến tàn bạo tranh đoạt quyền lực trong một đêm giết chết 80 người anh em. Ông có tên là Onamuchi. 80 người anh em của ông đều là những người rất thông minh và nhiều mánh khóe. Một ngày 81 anh em họ cùng cầu hôn công chúa Yakami của Inaba. Trên đường ông gặp một con thỏ bị nhổ sạch lông đang cầu cứu những người đi đường. 80 người anh em đã chỉ con thỏ cách đi ra biển dùng nước biển rửa sạch rồi đứng đó phơi gió là sẽ khỏi. Con thỏ liền làm theo lời chỉ dẫn, kết quả đau đớn lăn lộn dưới đất. 80 vị hoàng tử ôm bụng cười lớn. Chỉ có Onamuchi là lấy nước ngọt rửa sạch và đắp thuốc cho con thỏ. Con thỏ liền nói với Onamuchi rằng công chúa nhất định sẽ chọn ông làm chồng. Hóa ra con thỏ đó chính là thần thỏ của Inaba. Onamuchi cùng 80 vị thần khác đến Inaba để cầu hôn. Quả nhiên sau đó công chúa đã chọn ông. 80 người anh em thấy vậy vô cùng đố kỵ nên muốn xử lý ông. Mẹ của Onamuchi ôm lấy xác con cầu xin các vị thần nguyên thủy trên cao thiên nguyên hồi sinh cho Onamuchi. Sợ họ lại tiếp tục làm hại con mình, bà khuyên Onamuchi đi tìm cụ tổ của mình là thần Susanoo đang ẩn cư trong địa ngục.
Lúc này thần Susanoo cùng con gái đang vui vẻ tận hưởng cuộc sống thanh bình. Sự xuất hiện của Onamuchi đã thu hút sự chú ý của con gái ông, Tsuserihime. Thần Susanoo không vui nên nhiều lần gây khó khăn cho Onamuchi. Nhốt trong phòng rắn độc, bạo cạp, bắt đi tìm mũi tên hỏng thiêu chết cháu mình trên thảo nguyên, nhờ bắt cháy nhưng lại để bị bọ cạp cắn. Nhưng lần nào cũng đều được Tsuserihime và các loài động vật lén giúp đỡ nên ông đều thoát chết. Một đêm nhân lúc Susanoo ngủ say, Onamuchi đã trói ông vào cột nhà, cùng con gái ông bỏ trốn, còn trộm theo bảo vật của ông là kiếm, cung tên và chiếc đàn thần. Susanoo tỉnh giấc đuổi theo hai người đến cửa địa ngục nhưng chỉ kịp căn dặn lại, dùng ba bảo vật giết chết 80 người anh em, đoạt lại ngôi vị thống trị Izumo và phải cưới con gái ông Tsuserihime làm chính thất. Onamuchi quay trở về Izumo và tiêu diệt 80 người anh em của mình, thuận lợi đoạt lại quyền lực thống trị nhân gian, sau đó đổi tên thành Okuninushi, đại quốc chủ thần. Người vợ đầu tiên của ông là công chúa Yakami sợ con gái của thần Susanoo là Tsuserihime ghen tị nên đã đặt con trai còn đang quấn tã lên cành cây và bỏ trốn về quê hương Inaba. Okuninushi chính thức cưới con gái của thần Susanoo làm vợ và sinh ra 180 người con trai. Dựa vào sức mạnh của ba bảo vật trộm được, ông tiến quân đánh chiếm chinh phục các bộ lạc khắp vĩ nguyên. Thần mặt trời Amaterasu nhìn thấy nhân gian mịt mù khói lửa, Izumo trở thành đế quốc duy nhất dưới trần gian mới truy hỏi, mới biết được vị đại quốc chủ thần này là hậu duệ của em trai mình thần bão Susanoo. Thấy đại quốc chủ thần làm nhiều việc ác nên quyết định không thể để hậu duệ của hắn được tiếp tục làm vua. Vì vậy bà đã sai hậu duệ của mình xuống trần và thống lĩnh loài người.